Tại cái khu vực bên ngoài của vị trí báo danh đang là sự kiểm soát của bên phía Phen Liêu và đã bắt đầu xuất hiện những món trang bị sư môn 4 long tương tướng quân cây thương sư môn 4 đan đế thương 16. Nếu bản 2008 này thì đồ sư môn 4 nó vẫn có thể sử dụng được. Tuy nhiên là cái ốc của nó không phải là quá ngon. Với một số hệ phái thì nó là ok. Và với những nam nhân kiếm thì họ rất ưu tiên cái việc đầu tư cái kết thúc 4 để lấy xem không dây. Chúng ta sẽ chạy quanh map một tí. Điều họ cắt cử người ra và kia ở những cái khu vực mà đường đi lên mà đối phương có thể đi những cái khu vực này họ sẽ phải chia nhỏ ra làm nhiều các cái bang khác nhau. Dân chơi mới nổi bằng TikTok luôn. Ồ, một con hào dê tương, tôi không để ý có sự tồn tại của dê tương này luôn á. TikTok bây giờ có gan đi kiếm nào có xét xe không dây chưa? Anh em xem nếu mà có vấn đề gì âm thanh báo tôi nhá. Gần như là đánh một cái trận này thì bản thân đã chạy qua map không bật bản thân nữa, ít chết oan anh ạ. Để ra để nhìn cho thấy đông người. Tạm thời là tôi đang chưa thấy xe tống họ lọt được vào khu vực bên trong map luôn. Linh Hoa Sơn này chúng ta sẽ là mở đầu cho chuỗi những cái hoạt động băng hội trong thời gian tới, đặc biệt là bọn tinh pháo sẽ ra mắt trong thời gian sau đó một khoảng thời gian tương đối của Hoa Sơn sẽ có sự xuất hiện của bộ tinh pháo.
tạm thời chúng ta vẫn chưa thấy dấu ấn của bên phía bên Tống ở tại khu vực này. Có một cái điểm đặc biệt đó là nếu vào từ cái khu vực map này thì nó sẽ bị mất bút luôn anh em ạ. Thế là gần như là bên phía bên nào mà chiếm được trước cái map Long Tuyền thôn đó là một cái lợi thế. Nhìn sướng thật sự luôn. Ôi, tiêu sát thủ này nhá. Một con hàng đồ môn châm với cây tiêu sát thủ. Chính ra cái tiêu này rất là ngon nha. Đối với đồ môn châm thì cái tiêu 70 này đan nó không thua kém gì so với mấy cái tiêu, kể cả cái tiêu 9 nick luôn. Tính ra nó lệch có khoảng độ tầm 50-60 đan rồi. Mà dòng nó rất ngon nha. Tài thật gần như các server 2008. Lúc nào khi mà ra được cái vũ khí sát thủ thì hầu như đều là của đồ môn nhé. Ủa cái gì đây, mua lệnh bài sư môn thiếu lâm 2 xu một cái. Tại sao lại phải là thiếu lâm nhỉ? Và 1 phút trước khi bắt đầu vào bên trong của map Hoa Sơn, khu vực tuyến ngoài chúng ta vẫn đang thấy chỉ có sự hiện của bên phía Liêu. Và tí nữa khi mà chính thức bắt đầu chúng ta mới biết được hoạt động này sẽ có phần thưởng dành cho băng hội chiến thắng trong trận Hoa Sơn đầu tiên, với mức thưởng đó là 10 triệu Việt Nam đồng. Con hàng Amida của Kit. Ok, và hoạt động bọn Thi Anh đã bắt đầu. Chúng ta sẽ di chuyển vào khu vực phía bên trong của map Hoa Sơn. Bật ẩn thân cái nha. Không tí lại chết oan. Đây chính là khu vực của bảo rơi Hoa Sơn và hoàn toàn đang là đại liêu chiếm giữ, rất đông người chơi của phía đại liêu. Trong lúc đó thì đau thần kinh tọa đang tranh thủ. Đấy em nhìn này, cái đam của cái vũ khí đầu môn nhá, đây là vũ khí cấp 9 nhá, đam nó chỉ hơn là cái tiêu 70 có 50 đam rồi, cực kỳ ít luôn. Sẽ mất khoảng 15 phút trước khi mà bắt đầu clip của bảo rơi Hoa Sơn. Nếu xác định nhớ không lầm là như vậy. Tranh thủ chúng ta sẽ soi qua đồ đạc của một số nhân viên. Hiện tại tôi mới thấy được một món trang bị trên môn 4 đó. Victor chủ tịch. Nhiếp phong. Ôi chơi luôn cả áo từ quả phụng pháp cho châu à. Chắc cũng thế. Và hiện tại đang là trạng thái đơn ca bang hộ. Đây cũng là một cái tính năng rất hay ở võ lâm 2, khi mà có thể biến cho cả một bang về chung một cái BK để dễ dàng phân biệt và đánh như các cái bang hội khác. Toàn bộ đó là những thành viên của bên phía phe Tống đang kẹt lại từ phía bên dưới này. Họ đang gặp phải một cái cánh quân của bên phía bang phụ phe Liêu, là bang TikTok. Bên phía hành lang của cánh phải đang có một cánh quân của phe Tống công lên. Chúng ta sẽ tải qua cánh trái một chút. Bên phía bên này vẫn đang là băng TikTok vào đây rồi. Bên phía tên phế sắp bắt đầu tràn lên với những đợt tấn công đầu tiên. Thật ra nhiều khi mà cái bên các băng hội này nhìn nó hình dối ấy nha. Hai bên thì dễ nhìn nhau nhưng mà chúng ta là khán giả nhìn ngoài thì thấy nó hơi dối. Bên phía tên phế sắp TikTok bao phụ của Kayo sẽ được chia ra chấn giữ các khu vực đường phía bên dưới. Và đây đổi những người chơi của bên phía cây phế.
họ sẽ chuẩn bị càn lên khu vực phía tuyến trên này, đi đầu đó là Tây Sở Bá Vương. Để rất nhiều những cánh quân của bên phía cây khế họ đã bám sát ở khu vực bậc thềm của Hoa Sơn. Mr. Chủ tịch định xuống để dọn dẹp hay không đây? Những vác của Mr. Chủ tịch. Trong lúc đó thì Tây Sở Bá Vương đang ôm đầu máu và chạy. Cây khế tạm thời họ sẽ chiếm giữ lấy khu vực hốc 9 giờ. Vị trí rất quan trọng để cho những băng hội trong cái pha công lên. $10 triệu chính là phần thưởng mà các anh em sẽ có được nếu như đoạt được bỏ rơi Hoa Sơn trong buổi tối ngày hôm nay. Và đây cũng là lúc mà cả hai bên sẽ cần phải dồn toàn lực vào trong trận đấu này. Bên phía của Đại Tống vẫn chưa thể càn lên, có lẽ là họ cần phải tích sát khí. Chấn phái sẽ là công cụ để mở đường cho họ. Núi vui tươi sẽ phải nằm xuống. Những con lãnh hương lăng đã lần đầu tiên xuất hiện ở trong một trận đấu quan trọng như này. Tôi nói lần đầu tiên thì không biết có hoa không, vì hôm qua tôi không like. Nhưng thật sự là các anh em bắt lãnh hương lăng để tích lại và tiên xuất hiện chỉ dùng trong cái hoạt động Hoa Sơn này thôi. 10 triệu Việt Nam đồng sẽ là một món quà cho ba hội giành được thắng lợi trong buổi tối ngày hôm nay. Bên phía cây khế đang hơi bế tắc và sẽ có một pha bắt bớ từ team của Trường Giang bên phía băng phụ TikTok. Rất nhiều thành viên của bên phía cây khế đã phải nằm xuống tình huống này và đã có một pha cảm để đẩy lui bên phía băng TikTok. Đánh nhau rất hỗn loạn ở khu vực nhỏ bên phía đường lên, bên phía cánh trái của Hoa Sơn. Để còn quá sớm nữa, lũ vui tươi đang đạp phải những chiếc thiên la địa võng trượt răng ra từ Bảo Linh. Chết trong thiên la luôn. Ôi, lũ vui tươi đeo nhầm áo tụ khí này. Đam 477 rất buồn chiếc bao tay này. Đam siêu min luôn. Và trong lúc đó chúng ta nhìn xem cái dàn ra cung của bên phía khè liều rất chất lượng luôn. Mình kẹp thêm con bài nhiếp phong để tăng thêm về những pha tốc xuất chiêu và đạp đây rồi. À không phải, đây không phải là cây sung môn 4. Tôi nhìn cái kiếm này tôi tưởng là kiếm sung môn 4 cơ. Bây giờ mà gom xong ở trong một con Nami kiếm có được một cái set sung môn 4 thì nó sẽ cung cấp được sen cho cả nhà luôn, cực kỳ chất lượng luôn. Của cổ sư đeo đồ nó khá là thập cẩm, mỗi món một chút. Cổ sư đồ tướng thực sự nó không cần thiết lắm, khá hiệu ứng thì nó tự nó có yêu cổ rồi. Sẽ có một chút va chạm nhẹ nhẹ tại khu vực này giữa cây khế và đây rồi, lại là những thành viên bên phía cây khế. Họ sẽ xuất hiện bên phía hành lang cánh phải của Ma Hoa Sơn. Họ sẽ công lên tại khu vực này và đối trọng của họ vẫn còn đang rất nhiều khu tuyến trên. Bên phía cây khế họ nên tìm cách vào map và tụ quân, sau đó mới thực hiện những tình huống công, nó sẽ đem về hiệu quả tốt hơn. Thời gian còn lại cho họ là rất nhiều, một khoảng thời gian miên man, và họ nên nhớ rằng toàn bộ cái khu vực đường đi lên, khu vực cầu thang hai bên trái phải đều đã đang được đặt một cách la liệt những bẫy của đường môn trầm, và khi họ đạp vào chắc chắn một điều rằng đó là yêu cổ của họ sẽ bị phá, và bằng nghĩa việc họ sẽ dính phải những hiệu ứng bất lợi bởi rằng Nga Bi Đàn đang ôm sát khu vực vách núi phía trên. Và bên phía của phe Tống đã quyết định mở với vạn tướng thân công để sẽ pha công lên của họ, nhưng họ đang liên tiếp đạp phải đó là những chiếc thiên la địa võng, và đây sẽ là mồ chôn của bên phía cây khế. Bên phía cây khế đang ngã xuống một cách la liệt, nhưng bên cạnh đó có một số người chơi bên phía liều của đại liêu phải nằm xuống. Cây khế đang không còn một ai trên khu vực phía tuyến trên này. Cùng lúc đó thì VinVibank cũng đã bật chụp vạn tướng thành công để bảo kê chỗ người đồng đội trước những lượng sát thương gây ra từ Lưu Vui Tươi và những người chơi khác. BIDV vẫn đang còn nguyền, chỉ chết đi đó là Bảo Linh và những dàn ác cà phê của bên phía phe liêu mà thôi. Pha phòng ngự 10 trên 10, mặc dù bên Tống họ đã có một pha công rất hay. Thế nhưng mà ngược lại thì bên phía xe liêu như đã nhận định ngay từ đầu, đó là khu vực cầu thang này sẽ là một cửa tử cho họ. Họ nên bình tĩnh hơn trong những cái pha lao lên, vì chắc chắn có điều rằng đường môn trầm
của Vincentelio nó sẽ giải bẫy ở dọc cái khu vực này. Ngoài những bẫy hiệu ứng ra thì còn có đó là những chiếc thiên la địa võng. Với việc đang bị dính đạp phải thiên la địa võng ở trong một cái phạm vi nhỏ hẹp như vậy thì gần như bạn sẽ trói chân cả tổ đội của mình ở trong đó và chịu trận chịu những phát thương mà đối phương có thể gây ra. Dương Vui Tươi cũng đã lọt vào khu vực khốc bên trong này rồi, và bên phía bên Tống họ sẽ thực hiện tấn công lại ở tại khu vực này. Bên phía của Kalio họ vẫn đang thủ rất tốt. Đây, chúng ta đang thấy đây, Bảo Linh đang là người mà thực hiện liên tiếp những pha đặt bẫy để phá đi hiệu ứng, chính xác hơn là tạo ra những cái pha phá yêu cổ. Và chúng ta đứng ở đây có thể thấy thỉnh thoảng những pha mà toái kim nó bay ra. Đó, anh em thấy không, những cái pha xuyên của toái kim nó sẽ cản trở cực kỳ trước những cái pha mà công lên của bên phía phe Tống. Tôi đang chưa thấy sự xuất hiện của bên phía phe Tống, đại diện là cây phế ở tại khu vực này. Hoàn toàn trống trơn, và thậm chí có những server khi mà cái độ lệch của hai bên nó quá lớn thì thậm chí có những bang hội còn không thể vào được, những phe không thể vào được cơ. Họ bị đánh cặp từ khu vực vòng ngoài luôn. Và hình như trận đấu buổi tối hôm nay cũng tương tự là như vậy. Ít nhất chúng ta cần phải được thấy đó là một lần mà bên phía của Cao Tống họ có thể chiếm được khu vực đỉnh Hoa Sơn. Nhưng hiện tại chúng ta đang thấy đỉnh Hoa Sơn thuộc về bên phía của Đại Liêu. Xin chào Nhật Duy nhá. Bên phía Đại Liêu họ vẫn đang cất cử team nhỏ của mình xuống hộp tuyến dưới. Thật sự sẽ rất khó chịu. Đây rồi, lúc này cây khế họ đang tụ quân lại và chuẩn bị ở pha công tiếp theo. The Flash đang có trên mình đó là huyễn cổ. Cự ly này chưa đủ để thực hiện một phá ích đam. Tôi vừa mới nhận định xong thì anh ấy cũng ra phá ích đam rồi. Với số lượng nhỏ bé như vậy thì thật sự là ích đam sẽ không hiệu quả. Tuy nhiên là lượng đam gây ra bởi Phoenix thì nó lại vô cùng lớn. Cánh quân của bên phía cây thế họ đã bắt đầu tràn lên. Quy cổ phật sẽ là một mấu chốt mà bên phía cây thế họ cần phải win vào. Và trong những cái pha công như này thì rằng ngay mấy kiếm của bên phía phe Tống họ sẽ cực kỳ phải tập trung. Một là giữ vị trí an toàn, và hai đó chính là hỗ trợ bằng cách hồi máu liên tục cho tanker tuyến đầu của họ. Một tình huống mà bên phía phe Tống họ nên tụ quân, hay họ sẽ nên tung ra đó là những con bài để mà dò đường, mở đường trước. Chắc chắn khu vực này sẽ là khu vực dày đặc bẫy của đường Minh Trâm. Chỉ cần lao lên sẽ đạp ngay phải thiên la địa võng. Đó là một vấn đề mà bên phía của phe Tống cần cân nhắc trong cái pha công này. Và ở trong một cái phạm vi anh em nhìn đấy, cả một cầu thang này nó sẽ vừa fit với một cái thiên la địa võng, bằng nghĩa việc là đó chính là cửa tử dành cho bên phía bang hội nào mà ca lên. Vừa rồi lượng sát thương rất lớn của Hàn Gia Tử. Cây khế vẫn đang phải co cụm lại tại khu vực này, tương đối là gà công lối thoát và tương đối là bế tắc, chưa thể có một cái pha công thật sự đủ đẹp. Đó, lại một lần nữa thì Bảo Linh lại xuống và đặt cho mình đó là những chiếc bẫy. Bên Liều họ vẫn đang thủ rất hay ở tại khu vực tuyến trên này. Và khi mà Barry Hoa Lệ muốn thực hiện những cái pha mà gây hiệu ứng khó chịu thì những con lãnh hoang lang liên tục táp vào mặt. Giả trong những cái tình huống như này thì để Nga Mi Đàn dâng cao cũng được, cho Nga Mi Đàn hoặc Kiếm Đạo đi trước vào đây để dọn bẫy của đường Môn Trâm đi. Sau đó nếu là tôi ấy, thì tôi sẽ chỉ đạo một con Thiếu Đao lao lên để dọn trước. Đó, dọn trước cái bẫy này đi.
sau đó thì mới bắt đầu là cho dàn tanh lao lên cộng với lại cái vạn tướng thần công thì may ra công lên được, còn không thì sẽ rất khó công. Đây cứ mỗi chiếc em đàn gãy anh em đi xem cái dàn nga mi đàn đây bị những con lãnh lăng đam cực kỳ khó chịu luôn. Còn chưa kể đó là loạt tiễn của dưa cung nó vẩy ra nữa. Trong khi đó đây cầu thang này cứ một mình Bảo Linh xử lý thôi đó, và lao vào một cái là ăn ngay cái thiên la địa võng mà chỉ có chết thôi, cửa tử luôn anh em ạ, không thể nào mà lên được. Một trong các lý do mà bên Liêu trong server lần này họ sử dụng rất nhiều đường môn châm có mặt. Một cái lối công vô cùng bế tắc và Bách Lý Đông Quân vừa phải nằm xuống. Đây là một lần hiếm hoi mà tôi thấy được ở trong trận Hoa Sơn mở bát của server mà nó lại có một cái sự chênh lệch lớn như vậy. Khi mà đây là lần đầu tiên tôi thấy đây là một trận Hoa Sơn mà nó một chiều, không phải một chiều mà là nó bị ép mạnh đến mức độ là không cả ngoi được cuộc chiến tuyến trên này của map Hoa Sơn luôn. Chiến thuật rất hay và sử dụng những con lãnh hương lăng ở một cái thời điểm nó hợp lý, họ đã gom lãnh hương lăng và chỉ để đánh Hoa Sơn thôi, thậm chí là sau này đánh pháo nữa. Hoa Sơn có phần thưởng là 10 triệu thì chắc chắn rằng pháo cũng sẽ phải có một cái phần thưởng tầm như vậy anh em ạ. Bên phía Tư Kế họ lại tụ quân một nữa vào đây, anh em thấy không, cái sự bế tắc ở lúc này. Họ vừa mới loạt lên được thì đây ngay lập tức thì bên phía phe Tống họ đã có một pha ách đàm, nhưng chưa có ai bên phía Đại Liêu phải nằm xuống cả, và họ đang càn lên ăn liên tiếp bởi những cái pha thiên la địa võng, chưa đi qua được cái cầu thang này luôn, không qua nổi cái cầu thang này luôn. Và lúc này thì Ngàn Kiếm bên phía Felio cũng đã bật vạn tướng thần công để bảo kê cho thằng Nga Mi Đàn ở khu vực phía sát phèn đi lên. Bế tắc thật sự luôn ạ. Tôi không nghĩ rằng là bên phía Felio của server lần này lại có một cái pha thủ nó hay đến như thế. Đấy, và sau khi mà đẩy lui đối phương thì Bảo Linh lại tiếp tục quay trở lại và đặt những cái đoàn hồn phiến, rồi thì độc thích cốt, xuyên tâm thích. Đấy, những cái quyết của đường môn châm và cứ đạp vào, nó được đạp tối đa 3 hay 4 bẫy tôi không nhớ chính xác, nhưng mà cứ đạp vào cái là bị phá mất yêu cổ, chưa kể đạp cái thiên la xong ăn một loạt như quang tuyển diễn nó chĩa vào đầu nữa. Thật sự là không thể làm được một cái gì khác ngoài việc đó là chết. Tại sao lại có một cái chiến lược nó phòng thủ nó hay đến như thế đến từ bên phía của Felio lần này. Bên cái cánh bên này thì là con bài đau thần kinh tọa, mỗi bên cử một đường môn châm, mà chưa kể tuyến dưới của họ nữa. Click Bảo Dương chưa? Ôi, tôi tưởng 45 là click được Bảo Dương rồi cơ, nó ra chưa click được à?
tôi tưởng 45 là phải có link để vào Dương Hoa Sơn rồi cơ. Đọc thích cốt combo và yếu quyết thì cấm. Đâu không phải, đọc thích cốt không phải là quyết cấm mua cấm bơm máu. Cái quyết cấm bơm máu là quyết khác, không phải quyết đọc thích cốt. Cái quyết của đường môn châm ấy thì cái quyết mà làm cho nó không bơm máu được ấy, nó là cái tỏa mệnh châm cơ. Cái skin cấp 48 hay là gì ấy, rồi skin 48 của đường môn châm, cái tỏa mệnh châm mới là cái không bơm máu được. Đường môn châm thì có ba cái quyết gây độc. Một là cái độc kích cốt là cái đầu tiên. Cái skin thứ hai đấy là xuyên tâm thích, nó là cái cộng dồn độc với nhau. Và cái skin thứ ba có độc đấy là cái tôi vừa nói đấy ạ. Đấy là cái tỏa mệnh châm, thì cái tỏa mệnh châm mới là cái mệnh cấm không cho bơm máu. Trấn phái một cái rất hợp lý của Hàn Gia Tử. Và cây khế lần này họ đi sâu hơn một chút, đó là con làm thiếu đao nhìn thấy được bảo dương và sau đó thì nằm xuống. Tỏa mệnh châm, vâng đó là tỏa mệnh châm bạn Thanh Bảo ạ. Đường môn châm thì bộ skin của nó rất là hay. Và đương nhiên tất cả các đường môn mà chơi theo cái hướng gọi là đặt bẫy ấy, thì gần như bao giờ cũng phải ép theo một cái yếu quyết, đó là yếu quyết phá quan. Yếu quyết phá quan thuật nó sẽ làm cho các cái chiêu thức đặt bẫy của đường môn châm mà tăng thêm về cái tốc độ xuất chiêu, đặt bẫy nó rất là nhanh. Thế là đường môn châm của hệ phái rất đa dụng, tuy nhiên trong một số những cái tình huống thì Thiên La Địa Võng nó thành bóp đồng đội thôi. Còn lại ở những cái tình huống mà thủ như thế này thì Thiên La này nó không hề bóp. Nó vứt Thiên La ra đây một cái là đối phương lao lên là đấy, bạn gặp nguyên một cái rào cản. Và việc còn lại là hô nhau, sau đó là gọi tiễn ra và chỉ vào đầu đối phương thôi. Ô mấy giờ click để bảo Dương Hoa Sơn nhỉ anh em nhỉ? 50 rồi này, tôi tưởng 45 là phải click được rồi cơ. Bộ quyết của đường môn châm nó rất là hay, bộ chiêu thức cũng hay. Nó có hai cái quyết gây hiệu ứng, một là cái câu hồn tĩnh là để gây loạn, và cái thứ hai đó là cái đoạt hồn khuyến, nó là cái ngủ. Đấy là hai quyết mà đường môn châm nó có là gây hiệu ứng. Ngoài ra thì nó còn có cái khả năng gây combo cho cộng dồn độc, và đặc biệt là bảng 2008 này thì cái độc của đường môn châm cũng rất là thấm. Đối với đường môn châm thì cái hệ độc công của nó là đi theo cái hướng cộng nội công, nó sẽ tăng thêm sát thương của độc. Tuy nhiên là chả ông nào dở hơi mà đi cộng nội công chỉ để làm mỗi cái việc đấy anh em ạ. Trấn phái được bật lên anh em thấy chưa, bất lực luôn, không lên nổi luôn mà đấy, mắc nguyên ở trong cái Thiên La không làm gì được, một cái sự bế tắc cực kỳ luôn đấy, không phá nổi luôn ạ. Cái bài nó khó chịu cực kỳ luôn. 2 con Gamidan, chỉ duy nhất 2 con Gamidan ở tuyến trên, 3 con Gamidan đúng không, 1 con Gamidan ở bên phía cánh phải nữa, à cánh trái nữa, thấy luôn nó khó chịu cực kỳ luôn. Và Kiếm Quyền thì đứng ở tuyến trong với một cái mục đích, đó là nếu như đối phương mà càn lên thì chỉ chết được cái tuyến đứng đầu thôi, còn dàn đam chính vẫn ở phía sau. Xếp bài rất bài bản và hay. Bảo Dương Hoa Sơn ăn gần xong rồi anh em ạ. Không biết có quá sớm hay không, nhưng mà chúc mừng bên Liêu vì một các bạn chuẩn bị có được 10 triệu Việt Nam đồng trong trận mở bát. Bên phía cây khế họ đang lấy được khu vực hành lang cánh phải, và lại là những chiếc Thiên La Địa Võng rất khó chịu luôn, đến từ đau thần kinh tọa. Và cái con bài Hồng Kông này tự nhiên lại trở thành một cái nơi mà để cho đau thần kinh tọa ném Thiên La, rất khó chịu luôn. Bất Linh Nhân thì là một con bài năm độc và cho hai con Lãnh Hương Lăng ra đứng cản trở đối phương. Đây, và tôi đang bị đứng luôn ở trong cái Thiên La rồi, anh em thấy chưa, cái sự khó chịu với một con đường môn châm với Thiên La 10 thành nó rất là hẹp và gần như không làm gì. Ôi, con Nhiếp Phong vừa bị chết này, và cái nhịp ăn Bảo Dương Hoa Sơn vừa bị ngắt lại, ngay tức thì lại click lại vào Bảo Dương Hoa Sơn một lần nữa. Bên Tống chắc chắn họ sẽ không để cho phe Leo có thể ăn được Bảo Dương Hoa Sơn một cách dễ dàng. Tuy nhiên là lợi thế vẫn còn đang rất lớn thuộc về bên phía của phe Liêu.
nhưng họ nên củng cố lại lực lượng lên khu vực tuyến trên vì những cái pha mà đâm thẳng xuyên thủng của bên phía phe Tống cũng đang bắt đầu tỏ ra thấm 70% mật tịch đến từ cuốn Ngũ Hành này. Ngũ Hành mà được đến 7x%, tôi từng thấy những cuốn tầm 76 rồi, 76-77% rồi, 8x% thì chưa thấy, nhưng 7x% thì thấy rồi. Con bài Võng Bút này là một bài rất chất lượng nha anh em. Chiến nghề bây giờ một cái hoạt động cho server vừa được vui chơi, vừa được beta, vừa tăng cái tinh thần đoàn kết, mà lại đem về cho anh em thêm 10 triệu tiền bỏ túi nữa, quá là tuyệt vời luôn. Bật luôn Trấn Quân để lao lên càn lướt vào vị trí của bên phía phe Tống, nhưng lúc này thì phe Tống vẻ họ không quan tâm, họ đang lao thẳng lên sẽ hội quân lần nữa tại hốc 9 giờ. Bây giờ mà chơi thêm một cái bài nữa, mà cho thêm một cái băng hội nữa vào đây nhỉ, xong cho một con bài đứng với lầm tanh này, xong rồi cứ thế ném thiên la vào con đấy thì cái chiêu trò đấy có thể cản được. Thứ duy nhất phá được cái này nhanh chóng có lẽ chính là Trấn Quân của Dư Thương. Anh em nhìn đi, chưa kịp phá thì lại một cái lớp thiên la nữa lại được dựng lên, và con tên sở hóa vương rất có thể nó sẽ lao vào và thực hiện chấn phái. Đã có chấn phái cả lên phía bên trên này rồi, và lúc này thì bên phía bên Liêu cần phải bình tĩnh. Con bài Nhiếp Phong đang cần phải được có huyễn cổ, cổ sử bên phía Liêu đâu rồi, tiếp tục sẽ có huyễn cổ cho Nhiếp Phong. Bên này thì vẫn đang bế tắc, chưa vượt qua cái thiên la địa võng của Bảo Linh, cực kỳ khó chịu luôn. Anh là vô địch vừa tung ra một chấn phái, một cái trận hoa sơn mà rằng co rất khốc liệt, lợi thế vẫn đang là quá lớn cho bên phía Tây Liêu khi họ đang là những thành viên chiếm đỉnh hoa sơn và cũng như là đang click được vào Bảo Linh hoa sơn. Thế nhưng mà bên phía phe Tống họ vẫn đang chưa bỏ cuộc, họ vừa mới bị đánh lui nhẹ nhẹ tại khu vực này. Có lẽ đây là lúc mà bên phía phe Liêu họ nên cất cử một hai con chiến quyền để đi dạo quanh map và càn lướt cản luôn những cái bước tiến của bên phía team phe Tống. Nhìn đây không biết là cái này là thời gian nó tính như nào nhỉ, anh em kinh nghiệm đánh hoa sơn cho tôi biết là click vào dưới hoa sơn nó mất bao lâu rồi. Tôi thấy nó click mất rất lâu luôn. Chính ra nếu mà bảo là để thiên la địa võng của đường Hơn Sâm thì chỉ có một là Trấn Quân của Dưa Thương, hai là xả chấn phái, thì tôi nghĩ nó mới phá nhanh để mà cả lên được. Chấn phái mà có thể di chuyển được linh hoạt thì cũng chỉ có chấn phái của Gami Kiếm và Dưa Thương, ngoài ra thì không có cái chấn phái nào mà phá nhanh được cái thiên la. Đấy là một cái vấn đề, một cái mấu chốt. Hoặc là cho một con Nga Mi Đàn ngồi đứng ở góc rồi này, xong cắt cái thiên đông chấn hồn khúc thì may ra khả năng là phá được. Và hoạt động bảo hộ tinh anh của chúng ta đã kết thúc rồi anh em ạ. Xin chúc mừng cho bên phía của phe Liều, họ chính là bang hội mà đã có được chiến thắng bang hội Tinh Hoa Sơn trong buổi tối ngày hôm nay, trước một sự cố gắng và nỗ lực. Không bạn ạ, chấn phái của Dưa Cung nhá thì bạn lại phải mất thời gian bạn đứng gồng ở đây, mà bạn đứng gồng ở đây thì bạn ăn một đống cái lưu quang tuyển tiễn như toái kim nó bắn vào mặt rồi, là một là ngắt chiêu, hai là bạn chết. Bắn làm sao kịp được, nó cần phải phá nhanh cái này chứ. Bạn bắn cái bá vương phượng tường tiễn bạn còn phải mất công bạn tụ chiêu, làm sao mà nó kịp được. Chỉ có dưa thương và Nga Mi Kiếm nó xả liên tục thì may ra mới phá nhanh này thôi. Còn lại Dưa Cung nó phải đứng lên nó tụ thì biết lúc nào cái thiên la nó hiện ra, đúng không? Ok, và trận bộ tinh hoa sơn buổi tối nay chúng ta đã có được chủ nhân, và xin chúc mừng cho Đại Liều một phần thưởng bảo dương hoa sơn cộng với 10 triệu Việt Nam đồng đã bỏ túi vào bên phía chủ tịch bang chủ của bang Đại Liều. Và buổi livestream đến đây Sadie cũng xin phép được kết thúc, và xin chào, hẹn gặp lại anh em vào những buổi livestream tiếp theo.